Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Thưa các quý vị, các thầy và các bạn, trong video trước, tôi đã giới thiệu tế bào gốc giảm dần theo quy luật. Phải làm sao đây? Thì hôm nay, phần sau, phần thứ hai của cái phần là phải làm sao đây, thì chúng ta tìm hiểu thêm, sâu thêm về tế bào gốc. Với cái tuổi của chúng tôi đấy, chúng tôi đã giới thiệu rồi đấy, với tuổi 70, 80, và tôi là tuổi 80, thì tế bào gốc còn rất ít. Đấy là quy luật. Nó chỉ còn là 1 triệu và hơn 1 triệu tế bào gốc. Thế thì để chúng ta biết được cái lợi ích của tế bào gốc thì phần hôm nay xin giới thiệu là tế bào gốc nội sinh. Nó là chìa khóa vàng tăng cường hệ miễn dịch. Thì chúng ta biết đấy, là như chị Nguyễn Thị Hằng là chuyên viên về đào tạo của New Image, thì sữa non alpha lipid nó giúp chúng ta là tăng cường cái hệ miễn dịch, nhưng đồng thời là chúng ta cũng đã biết được là tế bào gốc nó cũng tăng cường rất mạnh. Nó là chìa khóa vàng để tăng cường hệ miễn dịch. Cho nên là chúng tôi đã giới thiệu là trong cái buổi sáng của tôi đấy, vừa rồi đấy, là quý vị đã xem đấy, là ngoài việc là uống sữa non alpha lipid, tôi có sử dụng thêm là cái tế bào gốc, trẻ hóa tế bào gốc Receive của Mỹ. Thì chúng ta biết là tế bào gốc thì nó có tế bào gốc ngoại sinh và tế bào gốc nội sinh. Tế bào gốc ngoại sinh là phải đưa từ bên ngoài vào. Còn tế bào gốc nội sinh là tự bản thân chúng ta, tế bào gốc trong cơ thể chúng ta nó sinh ra, nó tăng nhân lên. Thì tế bào gốc ngoại sinh nó cũng có nhiều cái tác dụng phụ không được tốt và rất là khó kiếm, bởi vì phải tìm được người có máu có cùng gen với mình thì mới có thể là tiếp được cái tế bào gốc đó vào. Còn tế bào gốc nội sinh thì đông y đã sử dụng rất lâu, từ lâu rồi, kích thích cái tế bào gốc của cơ thể chúng ta tự phát sinh ra, và trong cơ thể chúng ta nó tự sinh ra nhanh lên và sinh nhanh lên. Thì tế bào gốc nội sinh rất an toàn, không có hiện tượng bị hệ miễn dịch của cơ thể đào thải và không có tác dụng phụ. Nó là một sự hỗ trợ tuyệt vời về số lượng và chất lượng của hệ miễn dịch của bản thân chúng ta. Nó tạo nên mạng lưới miễn dịch mạnh mẽ giúp phòng bệnh và chữa bệnh. Thì trong y học Tây y đấy, cũng như Đông y thì đã có ứng dụng tế bào gốc từ lâu rồi. Nhất là ứng dụng cái tế bào gốc nội sinh để giảm lão hóa, để làm đẹp, để chữa thoái hóa khớp gối, các khớp xương, thoái hóa các khớp xương. Rồi chữa được tiểu đường, bệnh tiểu đường và chữa được bệnh ung thư, phối hợp hỗ trợ chữa bệnh ung thư. Tác dụng làm lành vết thương, tức là sau khi mà đã chiến đấu với kẻ thù, với những cái mầm bệnh bên ngoài vào, thì tế bào gốc còn có tác dụng làm lành vết thương. Nó dọn dẹp chiến trường, thay thế các tế bào cũ đã suy yếu vì chiến đấu với bệnh tật bằng các tế bào mới, và giúp cơ thể mạnh khỏe trở lại
và tồn tại. Cho nên hôm nay tôi xin giới thiệu cái phần này là phần tế bào gốc nội sinh và ứng dụng trong y học cả Tây y và Đông y. Cụ thể sẽ chị Nguyễn Thị Hằng là chuyên viên phụ trách phần đào tạo của New Image ở khu vực phía Bắc Việt Nam sẽ giới thiệu với các quý vị, các thầy và các bạn cụ thể thêm, rất rõ hơn về phần này. Còn riêng về phần là tế bào gốc và hệ miễn dịch hỗ trợ điều trị ung thư như thế nào thì video sau tôi sẽ nói thêm. Bây giờ xin mời quý vị nghe chị Nguyễn Thị Hằng giới thiệu với chúng ta nhé. Tế bào gốc thì có ứng dụng rất là nhiều trong y học. Đầu tiên là ứng dụng trong là giảm lão hóa và làm đẹp của các chị em phụ nữ. Tế bào gốc thì nó có sẵn ở trong cơ thể chúng ta và nó tồn tại dưới dạng là tế bào. Nó ở trong cái tủy xương của chúng ta và có ở trong tiểu cầu. Khi mà người ta muốn ứng dụng tế bào gốc trong về việc là chăm sóc sức đẹp, người ta là phải sử dụng những cái tế bào gốc được ly tâm từ tiểu cầu và tách ra dưới dạng là sử dụng tiểu cầu và người ta tách tế bào gốc ra từ máu của con người nha anh chị. Sau đó người ta sử dụng các tế bào gốc này, người ta tiêm vào những cái nơi cần phục hồi thì mới là sử dụng tế bào gốc và đưa tế bào gốc vào trong cơ thể. Còn tất cả những cái thứ khác làm đẹp mà gọi là ứng dụng công nghệ tế bào gốc mà dưới dạng uống hay dạng bôi ấy, thì nó hoàn toàn không phải là sử dụng tế bào gốc. Nếu mà chúng ta đưa trực tiếp tế bào gốc để tiêm vào những cái vùng mà nó bị suy giảm, cơ thể chúng ta khi mà lão hóa nó sẽ bắt đầu là xuất hiện những nếp nhăn này, xuất hiện bọng mắt này, những cái đường nhăn hạt chảy xệ này. Thì bình thường cái cấu trúc da của chúng ta nó sẽ có biểu bì, trung bì và hạ bì. Thì cái trung bì này chính là cái nơi mà rất dễ gọi như là bị lão hóa đi, nó bị suy yếu đi và chính vì vậy là nó tạo ra những cái nếp nhăn. Vậy thì khi mà người ta ứng dụng công nghệ tế bào gốc á, mà một cách chính xác nhất là người ta phải sử dụng tế bào gốc theo đường tiêm và tiêm những cái tế bào gốc được tách ra từ máu vào những cái khu vực mà nó bị chảy xệ, những nếp nhăn, những bọng mắt rồi những cái đường nhăn ở xung quanh mặt chúng ta. Thì đó mới là đưa tế bào gốc vào trong cơ thể và để tế bào gốc đó sử dụng để nhân lên, thay thế những tế bào hư hỏng. Mình hình dung được không ạ? Còn tất cả những cái công nghệ khác, ví dụ như là người ta sử dụng đường bôi, thì theo các anh chị là khi mà sử dụng đường bôi thì cái tế bào có đưa được tế bào gốc vào trong cơ thể chúng ta không? Cái này khi mà chúng ta hiểu rõ về tế bào gốc, chúng ta sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn. Thì đấy không phải là sử dụng tế bào gốc đưa vào trong cơ thể mà làm đẹp đâu các anh chị. Nên chúng ta phải rõ ràng trong cái này để chúng ta không có bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin sai trái nhé. Tiếp tục thì người ta cũng sẽ ứng dụng trong cái việc là tế bào gốc trong cái việc là thoái hóa đốt khớp gối này. Trong cái quá trình lão hóa, trong quá trình vận động thì cái khớp gối của chúng ta nó sẽ bị tổn thương, gọi như là bị thoái hóa khớp gối. Vậy thì khi mà sử dụng tế bào gốc ở đây thì người ta sẽ bắt đầu đưa tế bào gốc vào để người ta tái tạo và phục hồi những cái tế bào bị hư tổn ở đây. Và hiện tại là cái công nghệ này cũng đang được ứng dụng tại Việt Nam rồi anh chị. Tiếp theo là đối với một số bệnh như ví dụ như là tiểu đường á, thì anh chị biết rõ là với những người bị bệnh tiểu đường, đặc biệt là người bị tiểu đường tiếp 1 đó, thì khi mà ứng dụng tế bào gốc thì người ta sẽ đưa thêm những cái tế bào để cơ thể chúng ta, gọi như là đưa cái tế bào gốc vào để tái tạo ra thêm những cái insulin để cơ thể chúng ta có thể tạo ra insulin trong việc là hấp thu đường để tránh cái việc là tăng đường huyết do giảm insulin. Vậy thì với hiện tượng hiện nay ấy, thì là bệnh tiểu đường cũng đang được điều trị với liệu pháp là tế bào gốc rồi. Đó, và nó ứng dụng này với cái trường hợp là tế bào gốc này là tế bào gốc ngoại sinh nha anh chị. Và tiếp theo đây thì người ta cũng đang sử dụng tế bào gốc trong việc là điều trị ung thư. Việc điều trị ung thư thì tế bào ung thư là những cái tế bào không tuân theo quy luật tế bào. Có nghĩa là một tế bào phải sinh ra, lớn lên và chết đi. Nhưng mà tế bào ung thư này thì không bao giờ chết. Tế bào ung thư này nó có những cái đột biến trong cái tế bào này. Ví dụ như là những cái chất độc hại mình đưa vào này, hoặc là những cái phản ứng gì đó gây ra cái đột biến tế bào, làm cho tế bào này
không chịu chết đi mà nó vẫn sinh sôi phát triển và nhân lên, dẫn tới là chiếm chỗ của các tế bào khác và di căn xâm lấn sang những cái tế bào khác nhau trong cơ thể và tạo ra các khối u. Vậy thì với cái việc mà điều trị ung thư này thì hiện nay là một số nơi người ta đang điều trị dưới dạng là người ta sẽ dùng hoại xạ trị để người ta tiêu diệt các tế bào bị gọi như là bị ảnh hưởng bởi ung thư, thì cái tế bào ung thư hoặc là những tế bào gốc bị ung thư, sau đó người ta tiêm tế bào gốc vào để tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào cũ đó. Cái việc là ứng dụng của tế bào gốc rất là lớn trong y học, và hiện nay thì chúng ta mới đang bước đầu tìm hiểu về ngành công nghiệp của tế bào gốc thôi, còn rất là nhiều ở phía sau mà chúng ta còn chưa biết và chưa phát triển. Vậy nên là có rất là nhiều cái mà chúng ta cũng phải cẩn thận khi mà sử dụng cái công nghệ tế bào gốc này, chứ không phải là việc lạm dụng tế bào gốc đâu anh chị. Tế bào gốc thì đây là một cái thành tựu y học mới và nổi bật bật nhất trong thế kỷ qua. Và các anh chị hình dung là với cái gọi như là cái cách thức vận hành của tế bào gốc, đó chính là nó có thể biệt hóa thành các tế bào khác. Vậy nên là hiện nay người ta đang sử dụng trong cái công nghệ là sử dụng tế bào gốc để thay thế các tế bào bị tổn thương. Ví dụ như là ở một số người mà bị tổn thương về não này, hay là gan này, hoặc là ruột, hoặc là tim có vấn đề gì đấy chẳng hạn, thì người ta hoàn toàn có thể là làm bằng cách là tạo ra các tế bào gốc tương ứng của, ví dụ như là người ta có thể lấy ngoại sinh, có nghĩa là người ta lấy từ của người khác và người ta phân lập, người ta nhân lên và người ta tiêm vào trong cơ thể ở cái khu vực mà bị tổn thương để nó biệt lập thành cái tế bào mới mà bị tổn thương đó. Còn có một cái cách thứ hai, đó là tế bào gốc nội sinh, có nghĩa là sử dụng ngay cái tế bào gốc trong cơ thể chúng ta và kích thích trong cơ thể chúng ta tạo ra nhiều tế bào gốc hơn để nó thay thế các tế bào cũ. Tế bào gốc nội sinh hay còn gọi là tế bào gốc tự thân đó anh chị, có nghĩa là tự bản thân cơ thể chúng ta sinh ra. Còn tế bào gốc ngoại sinh có nghĩa là lấy từ bên ngoài và đưa vào. Và có một số cái thông tin, ví dụ như là người ta lưu trữ các cuống rốn của trẻ em mới sinh ra để người ta sử dụng trong tương lai, thì thực tế là cái này có một số bệnh viện là người ta cũng đang làm cái điều này rồi. Tuy nhiên là nó cũng chưa hoàn toàn 100% là có những cái dẫn chứng khoa học đầy đủ, mà người ta chỉ có là ứng dụng ở trong một số nơi thôi. Vậy nên là cũng chưa có rõ ràng chắc chắn lắm. Nhưng mà về cơ bản là với cái việc mà người ta lưu trữ cái cuống, gọi như là cuống rốn của em bé mới sinh á, máu của em bé mới sinh ở cuống rốn á, thì đây là một cái máu mà có rất là nhiều những cái tế bào gốc, và người ta sử dụng các tế bào gốc này lưu trữ ở nhiệt độ là hơn âm 100 độ ở dưới nitơ lỏng, và sau đó người ta hoàn toàn có thể việc là sử dụng các tế bào gốc này, sau đó người ta sử dụng trong cái việc mà sau khi trẻ em lớn lên, và người ta hoàn toàn có thể sử dụng các tế bào gốc nội sinh này để người ta đưa vào trong cơ thể, để em bé có vấn đề gì đó thì nó sẽ được phục hồi, tái tạo các tế bào mới. Hoặc đặc biệt hơn đó chính là với người thân ở trong gia đình chúng ta thì có thể sử dụng luôn cái phần máu của tế bào gốc dự trữ ở cuống rốn này để có vấn đề về sức khỏe. Nhưng mà thực tế là cái này vẫn đang trong cái quá trình nghiên cứu và cũng chưa có 100% về khoa học là người ta đưa cái thông tin về cái này. Nói về tế bào gốc nội sinh và tế bào gốc ngoại sinh thì có hai cái lưu ý ở đây. Thứ nhất là về tế bào gốc ngoại sinh, thì tế bào gốc ngoại sinh thì các anh chị hình dung như thế này, nó giống như cái việc là mình lấy tế bào gốc ở bên ngoài và xong người ta tiêm vào những khu vực cần phải sửa chữa, cần phải phục hồi để tái tạo ra các tế bào mới. Tuy nhiên với tế bào gốc ngoại sinh thì nó có một cái hạn chế vô cùng quan trọng ở đây, đó chính là rất là dễ bị cơ thể đào thải. Cơ thể ở đây đó chính là hệ miễn dịch của chúng ta. Hệ miễn dịch của chúng ta là một cái bộ phận, nó giống như là bộ quốc phòng, bộ công an của cơ thể, của đất nước chúng ta. Vậy thì bộ quốc phòng và bộ công an khi mà bảo vệ đất nước thì họ phải có nhiệm vụ, đó là phân biệt được đâu là tế bào tốt và đâu là tế bào độc hại. Giống như việc là chúng ta đưa thức ăn vào trong cơ thể thì cơ thể chúng ta phải nhận thấy được thức ăn đây là những cái thứ có lợi cho cơ thể, cái thứ vô hại thì nó sẽ cho phép đi vào trong cơ thể. Còn khi mà nó đưa vào cơ thể những cái thứ ví dụ như là vi khuẩn virus này, ví dụ đưa vào những chất độc hại, thì hệ miễn dịch của chúng ta ngay lập tức sẽ phân biệt được đây là những cái phần có hại và đó sau đó nó sẽ tấn công. Đó, vậy thì cái điều này là cái điều mà cơ thể chúng ta bảo vệ cơ thể. Vậy thì nếu mà chúng ta sử dụng tế bào gốc ngoại sinh thì nếu mà không phải là tế bào bản thân cơ thể chúng ta đưa ra
thì nó rất dễ gây ra cái hiện tượng đào thải và tấn công bởi hệ miễn dịch của cơ thể. Bởi vì đó không phải là tế bào của cơ thể, vậy nên là nó sẽ tấn công và nó tiêu diệt. Vậy thì tế bào gốc ngoại sinh nó phải làm sao? Nó phải có những cái sự phù hợp về gen di truyền, nó sẽ phải có những cái sự phù hợp làm sao đấy để cơ thể chúng ta không có tấn công những cái tế bào gốc bên ngoài đưa vào này. Đó, và thêm nữa có một cái điều mà các anh chị phải lưu ý. Ví dụ như là khi mà các anh chị mà thấy một số người mà người ta phẫu thuật, người ta đưa thêm những cái bộ phận khác vào trong cơ thể, thì các anh chị thấy là người ta hay sử dụng những cái chất gọi như là ức chế hệ miễn dịch trong cái khoảng thời gian mà người ta phẫu thuật. Ví dụ như người ta đặt stent này, hoặc là người ta có thể là người ta thay thế những cái bộ phận nào đó trong cơ thể dưới dạng là hàng giả. Ví dụ như người ta thay thế những cái ống ở trong gần tim, đặt stent gì đấy chẳng hạn. Thì các anh chị thấy là trong cái khoảng thời gian đầu á, là người ta sẽ phải tiêm cho cái người bệnh nhân đó những cái thuốc gọi là ức chế hệ miễn dịch để làm sao hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta tránh là tấn công và gây ra cái hiện tượng đào thải trong cơ thể. Vậy thì khi mà sử dụng tế bào gốc ngoại sinh thì nó rất là dễ gây ra cái hiện tượng này, và cái việc là sử dụng tế bào gốc ngoại sinh nó cũng sẽ có tiềm ẩn những cái rủi ro. Ví dụ như là tế bào gốc ngoại sinh thì các anh chị hình dung là họ sẽ phân chia dựa trên là phòng thí nghiệm. Vậy nên là nếu mà các bác sĩ không may tạo ra những cái đột biến không phù hợp vào trong những cái tế bào gốc này và tiêm vào trong cơ thể chúng ta thì nó cũng sẽ gây các đột biến và những cái ảnh hưởng vào trong cơ thể chúng ta. Vì vậy nên là cái này nó sẽ là một cái biện pháp nó không hẳn là an toàn, có nghĩa là không an toàn bằng cái tế bào gốc nội sinh. Vậy thì tế bào gốc nội sinh tại sao nó lại an toàn? Bởi vì tế bào gốc nội sinh là nó được sản sinh ra ngay bản chất trong cơ thể chúng ta rồi, thì cơ thể chúng ta nó sẽ không có hiện tượng đào thải, không có tác dụng phụ và không có bất cứ cái vấn đề gì mà cơ hệ miễn dịch của chúng ta tấn công vào các tế bào này cả. Bởi vì nó đã nhận biết được tế bào gốc nội sinh này là tế bào của cơ thể chúng ta rồi, thì nên là nó sẽ không tấn công nữa. Còn những cái tế bào gốc ở bên ngoài đưa vào thì nó sẽ tấn công. Vậy nên là khi mà ứng dụng trong tế bào gốc trong y học đấy, thì thường những cái người mà hiến tế bào gốc thì người ta sẽ lấy từ máu của những người thân trong gia đình, thì nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ tránh hiện tượng đào thải hơn. Vậy nên là trong cái tế bào gốc nội sinh và tế bào gốc ngoại sinh này, thì hiện nay là tế bào gốc nội sinh cũng đang được phát triển và đang được nghiên cứu rất là nhiều bởi vì tính an toàn của nó. Chúng ta hiểu được tế bào gốc là gì này, rồi có những loại tế bào gốc nào này, ứng dụng của tế bào gốc như thế nào này. Vậy thì ở đây sẽ nói một chút về tế bào gốc liên quan đến hệ miễn dịch. Vậy thì tế bào gốc thì hỗ trợ như thế nào cho hệ miễn dịch? Thì đó chính là một cái sự hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì khi mà nói về hệ miễn dịch thì chúng ta nghĩ ngay đến là một cơ quan, là bộ phận tổng hợp rất là nhiều các tế bào có nhiệm vụ là bảo vệ cơ thể chúng ta. Khi mà nhắc đến hệ miễn dịch thì em Hằng nghĩ ngay đến là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong cơ thể. Nhưng mà với tế bào gốc thì người mà em Hằng nghĩ đến đó chính là vị bác sĩ của chúng ta. Là hệ miễn dịch thì nhớ đến Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh trong một đất nước bảo vệ cơ thể chúng ta. Nói đến tế bào gốc thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một vị bác sĩ để chữa trị rồi phục hồi cơ thể chúng ta. Chúng ta sẽ thấy hai cái này nó sẽ có hai khái niệm khác nhau, và khi mà các anh chị hình dung như vậy thì chúng ta sẽ hình dung rõ ngay vai trò của từng cái những cái bộ phận đó trong cơ thể. Thì với bộ phận là Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh của cơ thể chúng ta thì rõ ràng nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh đó là chúng ta phải phát hiện những mối nguy, phát hiện giặc ngoại xâm, xem là khi mà một cái vật gì đó đi vào trong cơ thể chúng ta, ví dụ như thức ăn chẳng hạn, thì cơ thể chúng ta hệ miễn dịch phải có nhiệm vụ là bây giờ đánh giá xem là cái thành phần này là thành phần có lợi hay có hại với cơ thể. Giống như là Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh khi mà chúng ta có cửa khẩu chúng ta đi vào phải có những giấy tờ để chứng minh anh là người không có gây hại cho đất nước của tôi, đúng không ạ? Vậy thì Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh của chúng ta cũng làm tương tự như hệ miễn dịch vậy. Vậy sau khi mà phát hiện những cái mối nguy vậy thì ngay lập tức nếu mà thấy có những vấn đề nguy hiểm thì hệ miễn dịch sẽ có từng lớp để làm sao tấn công và cô lập những cái người mà gây hại cho cơ thể chúng ta. Và những cái yếu tố này sau khi bị cô lập thì sẽ bị tiêu diệt. Và ngoài ra thì hệ miễn dịch của chúng ta còn một cái chức năng, đó chính là ghi nhớ kẻ thù. Cái chức năng này đó chính là chức năng của kháng thể. Giống như là khi mà các anh chị bị bệnh thủy đậu vậy ấy, thì khi mà chúng ta bị một lần rồi thì các anh chị đã không bị lần thứ hai nữa, bởi vì kháng thể trong cơ thể chúng ta đã lưu giữ lại, đã gọi như là ghi vào trong ngân hàng
của kháng thể. Và khi mà cái virus này tấn công vào cơ thể chúng ta lần thứ hai thì chúng ta đã nhớ về nó rồi, mình đã nhận diện được virus này nó có hình dạng cấu trúc như thế nào rồi, và ngay lập tức cái kháng thể đó sẽ nhân lên và tấn công làm cho chúng ta khỏi bệnh rất là nhanh, và hầu như là chúng ta sẽ không thấy là chúng ta bị bệnh đó. Vậy nên là cái hệ miễn dịch của chúng ta thì vô cùng quan trọng và có những cái ưu thế vượt trội hơn cả Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh của đất nước chúng ta luôn, hai cái góc độ để hỗ trợ cho tăng cường hệ miễn dịch. Đầu tiên là liên quan đến trận chiến. Khi mà chúng ta hệ miễn dịch của chúng ta ra chiến trường để tấn công nhé, thì anh chị đã thấy là không phải lúc nào các tế bào trong cơ thể của chúng ta, các tế bào của hệ miễn dịch, ví dụ như là các tế bào bạch cầu rồi các tế bào lympho, lúc nào cũng có cái số lượng rất lớn trong cơ thể chúng ta đâu anh chị. Nó chỉ giữ ở một số lượng vừa đủ để tuần tra, để bảo vệ cơ thể thôi. Và khi mà cơ thể chúng ta bị những yếu tố độc hại và vi khuẩn virus tấn công, thì khi mà phát hiện ra các mối nguy thì nó sẽ đo lường, và sau đó các tế bào trong cơ thể chúng ta sẽ nhân lên một cách rất là nhanh chóng. Để các tế bào này là các tế bào miễn dịch nha anh chị, nó sẽ nhân lên một cách rất nhanh chóng, giống như kiểu là việc tăng quân lên rất là nhiều để tấn công vào kẻ địch vậy. Bởi vì nếu mà trong cái thời bình như này mà cái lực lượng kháng thể, lực lượng tế bào bạch cầu, lực lượng tế bào lympho quá nhiều thì cơ thể chúng ta sẽ cần phải quá nhiều năng lượng để nuôi dưỡng những cái tế bào này. Vậy nên là để tiết kiệm năng lượng cho cơ thể thì các tế bào này nó sẽ không giữ cái số lượng như vậy, mà nó chỉ giữ một số lượng vừa đủ để tuần tra, để bảo vệ cơ thể thôi. Và khi mà có mầm bệnh thì khi đấy các tế bào nó nhân lên một cách rất là nhiều và nhanh chóng. Nên là đây là một cái sự rất là thông minh của cơ thể, đúng không? Nếu mà với đất nước chúng ta thì chúng ta vẫn phải nuôi một số lượng lớn gọi như là có một số lượng lớn các bộ đội này, binh lính quân sĩ này, để làm sao gọi như là phòng những cái vấn đề có thể phát sinh và xảy ra, rồi liên tục là luyện tập và rèn luyện. Nhưng mà với cơ thể chúng ta thì khác, cơ thể chúng ta chỉ giữ một số lượng vừa đủ thôi, và khi mà có trận chiến xảy ra thì lúc đấy nó sẽ nhân đôi lên từ 1 thành 2, 2 thành 4 để làm sao tấn công vào kẻ địch với số lượng ồ ạt. Mà anh chị biết là vi khuẩn virus là những cái tế bào, những cái con vi sinh vật mà nó nhân lên rất là nhanh. Nó không giống như kẻ địch chúng ta là đi vào từ từ đâu anh chị, mà nó từ 1 thành 2, 2 thành 4, và có khi là nó sử dụng luôn bộ máy của cơ thể chúng ta để nó sản sinh ra các tế bào mới mà chúng ta không biết. Vậy nên là cái việc mà số lượng của tế bào miễn dịch mà nhân lên một cách nhanh chóng, đó là điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể thắng hay là bại trong cái trận chiến này. Vậy thì với tế bào gốc thì sao? Tế bào gốc thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là cung cấp thêm những cái tế bào của hệ miễn dịch. Có nghĩa là trong cái quá trình mà chúng ta tấn công kẻ địch vậy, thì các tế bào của chúng ta bản chất nó vẫn nhân lên, nhưng mà phải số lượng lớn các tế bào gốc bổ sung vào đó và biệt hóa thành các tế bào miễn dịch để hỗ trợ cho cơ thể chúng ta. Vậy thì cái điều này là điều quan trọng và thiết yếu để hỗ trợ cho hệ miễn dịch. Ngoài ra thì tế bào gốc còn có chức năng là bác sĩ mà, đúng không? Vậy thì nó phải có chức năng, đó chính là phục hồi các tế bào bị tổn thương, thay thế các tế bào bị tổn thương để tham gia vào cái quá trình miễn dịch. Theo nghiên cứu khoa học thì người ta đã nhận thấy được là tế bào gốc đã hỗ trợ tế bào NK để bảo vệ hệ miễn dịch. Tế bào NK là tế bào gì thì các anh chị có thể xem lại bài về tế bào gốc nhé. Đây là một cái tế bào mà gọi như là sát thủ trong hệ miễn dịch, có nghĩa là có khả năng tấn công rất là mạnh. Vậy nên là đây là một cái tế bào duy nhất là có thể tấn công được tế bào ung thư. Nên là tế bào NK là tế bào vô cùng quan trọng. Và tế bào gốc của chúng ta cũng là những tế bào để hỗ trợ tế bào NK để bảo vệ cơ thể, bảo vệ các tế bào lành lặn và tạo nên một mạng lưới hệ miễn dịch mạnh mẽ. Vậy thì qua đó các anh chị đã thấy được cái sự hỗ trợ của tế bào gốc vào trong hệ miễn dịch chưa ạ? Thứ nhất là hỗ trợ về mặt là quân lính, về số lượng của những tế bào miễn dịch. Thứ hai đó chính là phục hồi các tế bào bị tổn thương và thay thế các tế bào bị tổn thương. Và sau cái trận chiến mà hệ miễn dịch chiến đấu để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi những yếu tố, thì tế bào gốc lại là những người gọi là dọn dẹp chiến trường, đúng không ạ? Sau chiến trường thì điều gì xảy ra? Đó là cả quân địch và quân ta đều bị ảnh hưởng đến sĩ số và lực lượng. Không chỉ là những chiến binh mà cả những người dân vô tội thì cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa. Vậy thì những người dân vô tội này là ai? Đó chính là những cái tế bào ở trong cơ thể chúng ta, những cái tế bào mà không phải là tế bào miễn dịch. Ví dụ như là virus corona mà tấn công cơ thể chúng ta, thì ngoài những cái tế bào của hệ miễn dịch của chúng ta bị tấn công, bị ảnh hưởng,
thì những cái tế bào phổi của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, thì đó chính là những người dân vô tội đó anh chị. Vậy thì tế bào gốc sẽ có nhiệm vụ đó chính là phục hồi những hư tổn, những cái tế bào bị tổn thương trong cái quá trình mà hệ miễn dịch của chúng ta tấn công. Ở đây thì có hai ý mà chúng ta phải nhớ, đó chính là thứ nhất là hỗ trợ cho quá trình của hệ miễn dịch bảo vệ cơ thể, có nghĩa là trong cái quá trình mà cái trận chiến diễn ra, thì trong trận chiến diễn ra thì cơ thể chúng ta đòi hỏi một cái số lượng lớn các tế bào miễn dịch đi ra chiến trường, mình có thể gọi tạm như là các chiến binh chẳng hạn. Vậy thì các chiến binh ra chiến trường thì đòi hỏi một cái số lượng lớn các chiến binh và liên tục tái tạo các chiến binh để tấn công các yếu tố độc hại cho cơ thể. Vậy thì tế bào gốc nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể chúng ta làm sao tái tạo ra các tế bào chiến binh mới, ví dụ như là các tế bào miễn dịch, các tế bào bạch cầu, và qua đó nó sẽ hỗ trợ và tham gia vào cái quá trình miễn dịch. Cái thứ hai mà hỗ trợ cho hệ miễn dịch đó chính là tái tạo các tế bào bị tổn thương và thay thế các tế bào bị phá hủy. Là trong cái quá trình mà một trận chiến diễn ra thì không tránh khỏi việc là cơ thể chúng ta bị tổn thương. Các anh chị đã thấy là những người mà sau khi ốm về, những người mà có những cái vấn đề về sức khỏe, thì sau khi mà điều trị xong người ta rất là mệt mỏi, người ta rất cơ thể rất là yếu đuối. Bởi vì lúc đấy thứ nhất là hệ miễn dịch của họ đã bị suy giảm rất nhiều rồi. Thứ hai là các tế bào trong cơ thể của chúng ta cũng bị tổn thương. Vậy nên đây là phải khoảng thời gian mà chúng ta phải phục hồi. Cái việc mà sau cái trận chiến đó cơ thể chúng ta phục hồi như thế nào thì tế bào gốc đó chính là một vị bác sĩ để chữa trị cái này. Nó sẽ chữa trị những người bị tổn thương, ví dụ như là những chiến binh bị tổn thương này, những người dân vô tội, ví dụ như các tế bào trong cơ thể chúng ta bị tổn thương, thì các tế bào gốc sẽ hỗ trợ cho việc phục hồi và sẽ thay thế những cái tế bào mà đã bị giống như những người đã hy sinh, những chiến binh bị tử vong. Đó là hai cái vai trò quan trọng của tế bào gốc. Tóm lại, ở đây sẽ có ba chức năng chính tế bào gốc. Thứ nhất là làm chậm quá trình lão hóa. Thứ hai là phục hồi chức năng của cơ thể. Và thứ ba đó chính là hỗ trợ trong quá trình điều trị ung thư. Với làm chậm quá trình lão hóa thì cơ thể chúng ta thì luôn luôn có cái quá trình lão hóa trong cơ thể. Mặc dù cơ thể chúng ta luôn vận động vận hành để chúng ta tái tạo ra các tế bào mới, nhưng mà không ai có thể tránh khỏi quy luật lão hóa, quy luật sinh tồn. Có nghĩa là bất cứ một sự vật hiện tượng nào nó cũng sẽ có quy trình của nó, có nghĩa là sinh ra, phát triển thịnh vượng, sau đó rồi suy thoái dần, sau đó rồi chết đi. Tất cả mọi thứ ở trên thế giới, trên vũ trụ này nó cũng đều có một cái quy luật như vậy. Ngay đến bản thân con người cũng như vậy, hay là ở trong Phật Pháp thì nó cũng sẽ có một cái khái niệm liên quan đến luân hồi. Đó thì quy luật lão hóa là một cái quy trình tự nhiên và không ai có thể chống được cái quy trình này. Tuy nhiên là chúng ta có thể giảm bớt cái quy trình này bằng cách là chúng hiện tại là có những cái quy trình gọi như là có những nghiên cứu khoa học về việc là hạn chế của cái quy trình lão hóa. Thay vì việc là chúng ta lão hóa nhanh hơn thì chúng ta hạn bớt gọi như là giảm bớt cái quy trình lão hóa này đi, làm chúng ta lão hóa chậm hơn một chút. Đó, giống như các anh chị đã thấy hiện nay có rất là nhiều người, mặc dù người ta 40-50 tuổi nhưng mà có hai người thì hoàn toàn khác nhau. Một người thì nhìn trẻ như 30 tuổi vậy, nhưng một người thì nhìn như 50-60 vậy. Vậy thì cái quy trình lão hóa này của mỗi người là khác nhau. Nó còn phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, rồi bên ngoài lẫn như bên trong, rồi cách chăm sóc của cơ thể về dinh dưỡng và nhiều thứ khác nữa. Đó, vậy thì với cái việc là sử dụng tế bào gốc trong quá trình chậm lão hóa thì hiện nay đang được ứng dụng rất là nhiều. Khi mà ứng dụng trong quy trình là làm chậm quá trình lão hóa này thì nó sẽ làm, thứ nhất là nó tăng cái khả năng tái tạo tế bào mới hơn này, nó sẽ làm phục hồi các mô, các cơ quan bị tổn thương. Giống như chúng ta lấy ví dụ về da lúc nãy đó, ví dụ như là bình thường theo quy trình lão hóa là những cái tế bào da các thứ đến tuổi tầm 30-40 là chúng ta dần có vết nhăn rồi, nhưng mà khi mà chúng ta ứng dụng công nghệ tế bào gốc thì chúng ta có thể là phục hồi thêm những cái tế bào mà đã bị tổn thương và chúng ta sẽ làm giảm bớt cái quy trình lão hóa này đi. Rồi thứ hai là liên quan đến hỗ trợ phục hồi chức năng của cơ thể. Khi mà phục hồi chức năng của cơ thể này thì các anh chị cũng hiểu đơn giản, đó chính là cái việc là phục hồi những cái tế bào bị tổn thương trong cơ thể. Ví dụ như là đáng ra những cái tế bào đó là bị ảnh hưởng, bị chết đi theo quá trình lão hóa thì nó phục hồi lâu hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng tế bào gốc
thì cái việc là kích thích sản sinh tế bào mới này hay phục hồi tế bào mới tại cái cơ quan bị thoái hóa nó sẽ nhanh chóng hơn này. Rồi các tế bào gốc thì còn kích thích các tuyến nội tiết sản sinh hormone này, điều hòa chức năng sinh lý của cơ thể này đó. Rồi một số các bệnh liên quan đến mãn tính nữa. Tiếp theo là hỗ trợ trong quá trình điều trị ung thư, thì ứng dụng tế bào gốc trong hỗ trợ quá trình điều trị ung thư đó chính là sau cái quá trình xạ trị tiêu diệt các tế bào bị ung thư, các tế bào không tốt với cơ thể, thì người ta sẽ đưa tế bào gốc vào để tăng nhanh cái quá trình tái tạo các tế bào mới và thay thế các tế bào đã bị chết đi, bị tiêu hủy bởi xạ trị trước đó. Và nó giúp cho việc là nâng cao sức khỏe sau phẫu thuật rất là nhanh chóng và một cách là an toàn nữa. Cái điều mà hỗ trợ của tế bào gốc đối với cơ thể là vô cùng tuyệt vời, mà không phải tế bào nào cũng làm được điều này. Mà khi mà các nhà khoa học người ta phát hiện ra là bản thân cơ thể chúng ta có những tế bào gốc như vậy, thì người ta mới ứng dụng nó trong khoa học, trong y học. Trước đây ấy, thì người ta chỉ nghĩ là tế bào gốc chỉ có trong phôi thai thôi. Còn sau này người ta mới phát hiện ra là tế bào gốc có cả trong tế bào của người trưởng thành nữa. Và người ta mới ứng dụng cái điều này trong y học, trong phát triển và trong bảo vệ sức khỏe. Khi mà chúng ta thấy được cái vai trò quan trọng của tế bào gốc như vậy, nhưng mà cái điều mà chúng ta phải lưu ý ở đây đó chính là tế bào gốc thì cũng không tránh khỏi quy luật lão hóa. Bản thân cơ thể chúng ta đã có tế bào gốc sẵn rồi. Tuy nhiên là tế bào gốc sẽ bị giảm dần theo thời gian và theo cái quy luật lão hóa của con người. Đó là với 35 tuổi, người ta thống kê thì chỉ còn lại 55% tế bào gốc thôi. 50 tuổi thì còn lại 50%, nhưng đến 60 tuổi trở đi thì còn lại khoảng 10% tế bào gốc trong cơ thể so với ban đầu. Ngay từ cái độ tuổi 30-35 là cơ thể chúng ta đã suy giảm rất nhiều tế bào gốc so với ban đầu rồi. Chúng ta chỉ còn khoảng hơn 50% so với ban đầu thôi. Vậy thì cái nguyên nhân này đó chính là cái việc mà lão hóa của cơ thể. Khi một tế bào của chúng ta bị tổn thương thì nó sẽ phát ra những cái tín hiệu để tế bào gốc ở tủy xương của chúng ta nhận thấy và sau đó di chuyển đến cái khu vực bị tổn thương đó và làm phục hồi và thay thế những tế bào bị tổn thương. Nhưng mà trong quá trình lão hóa, thứ nhất là tế bào gốc bị suy giảm là một. Thứ hai là những cái yếu tố kích hoạt làm sao để cho tế bào gốc sản sinh ra nó bị giảm đi và cơ thể không có nhận được tín hiệu cần sự hỗ trợ của tế bào gốc. Thành ra cơ thể cũng sản sinh tế bào gốc ít hơn. Đó, vậy thì chúng ta thấy được hai cái nguyên nhân ở đây làm suy giảm cơ thể chúng ta, làm suy giảm tế bào gốc trong cơ thể. Thứ nhất là bị suy giảm theo quá trình lão hóa. Thứ hai là nó không có nhận được tín hiệu để tái tạo ra các tế bào mới của cơ thể. Vậy hai cái yếu tố này là hai cái yếu tố mà tế bào gốc của cơ thể chúng ta bị suy giảm dần. Và thành ra khi mà cơ thể chúng ta có vấn đề thì tế bào gốc sẽ không biết để nhanh chóng để thay thế những tế bào cũ. Cơ thể chúng ta rất là tuyệt vời, đó chính là nó đã tạo ra những quy trình để làm sao cơ thể chúng ta có thể tự phục hồi được. Tuy nhiên thì cái quy trình này về bản chất nó có rồi, nhưng mà nó sẽ bị ảnh hưởng bởi quy trình lão hóa, bởi ảnh hưởng vướng mắc ở một cái khung đoạn nào đấy. Ví dụ đáng ra là các tế bào bị tổn thương phải phát ra các tín hiệu để tủy xương của chúng ta biết là chỗ này đang bị vấn đề này, tôi phải nhanh chóng nhân lên và di chuyển cử các ông bà tế bào gốc này đến cái vị trí đấy để thay thế. Nhưng mà ví dụ như cái khung chỗ liên lạc giữa hai bên này nó mà không có cùng nhịp với nhau, ví dụ bên này yêu cầu nhưng bên này không có nghe thấy, thì nó sẽ dẫn tới cái vấn đề đó là cơ thể chúng ta sẽ không được phục hồi và bổ sung ở những cái vấn chỗ mà bị tổn thương. Thành ra về lâu về dài nó sẽ gây ra những cái bệnh mãn tính này, gây ra những cái bệnh trong cơ thể và gây ra cơ thể chúng ta sẽ dần suy yếu đi. Vậy thì chính vì cái điều này, vậy nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái sản phẩm để chúng ta có thể là kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào hơn. Người ta nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng sữa non bò có khả năng là kích thích cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào gốc hơn so với bình thường. Vậy thì khi mà người ta làm cái điều này, người ta làm thí nghiệm như thế này, đó chính là người ta sẽ sử dụng một nhóm những người mà gọi như là một nhóm những người tham gia để thử nghiệm. Sau đó người ta cho nhóm này là một nhóm sử dụng gọi như là bình thường, ăn uống bình thường, còn một nhóm là bổ sung thêm sữa non bò vào trong cái quá trình ăn uống dinh dưỡng hàng ngày của họ. Thì sau một khoảng thời gian, người ta đo cái nồng độ tế bào gốc ở trong tiểu cầu, trong máu của những người tham gia, thì người ta nhận thấy rằng là những người mà sử dụng sữa non bò thì
thì có tỷ lệ tế bào gốc cao hơn hẳn so với những người không sử dụng sữa nan bò. Đó, vậy thì người ta đã có những cái thí nghiệm và có những cái gọi như là dẫn chứng khoa học về việc sữa nan bò hỗ trợ cho hệ miễn dịch cũng như là hỗ trợ cho việc kích thích sản sinh tế bào gốc rồi. Có cái sự kết hợp và cộng hưởng ở đây. Nếu mà một mình sữa nan bò thì cái số lượng tế bào gốc tăng hơn so với bình thường. Nhưng mà khi kết hợp cùng với những cái sản phẩm thảo mộc tự nhiên này thì nó cho ra một cái sự cộng hưởng. Vậy thì quay trở lại cái câu hỏi là nó kích thích tế bào gốc ở đâu? Đó chính là kích thích cho cơ thể sản sinh các tế bào gốc nội sinh. Bản thân cơ thể chúng ta đã có sẵn các tế bào gốc cho cơ thể rồi. Nếu mà không có tế bào gốc thì chúng ta sẽ không thể tồn tại đến ngày bây giờ. Tuy nhiên là theo thời gian, theo lão hóa này và những cái vấn đề phản sản sinh trong cơ thể, thành ra số lượng tế bào gốc của con người giảm đi rất nhiều. Đặc biệt là trong thời buổi hiện nay có rất là nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường này, thực phẩm này, ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta. Vậy nên là cái việc mà tế bào gốc sản sinh rất là ít hoặc là không có đủ nhu cầu trong cơ thể. Vậy thì với cái sản phẩm Alpha Lipid là ứng dụng về khoa học thực nghiệm, có nghĩa là đưa những cái thành phần này vào trong cơ thể thì nó sẽ kích thích cho cơ thể sản sinh ra tế bào gốc với số lượng lớn hơn bình thường. Anh chị tư vấn, các anh chị có thể là cho khách hàng sử dụng 2 đến 3 lần trong một ngày, các anh chị thấy khách hàng khỏe hơn thì đúng là như thế thật, bởi vì cái lượng kháng thể nó nhiều hơn, cái lượng vi chất dinh dưỡng nó nhiều hơn thì có thể là nó làm cho cái sức khỏe của người sử dụng khỏe hơn thật. Nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ không tốt cho cơ thể. Bởi vì sao ạ? Bởi vì với cơ thể chúng ta nó có một cái chức năng, có những cái quá trình trong cơ thể rất là hoàn hảo. Có nghĩa là nó chỉ lấy những cái gì nó cần thôi, còn những gì mà không cần thì nó sẽ đào thải ra bên ngoài. Ví dụ như là những cái thành phần mà cơ thể chúng ta sử dụng mà quá cái lượng mà cơ thể chúng ta cần, thì những cái ví dụ như thành phần dinh dưỡng thì có thể là nó sẽ tích trữ này, nhưng mà những cái thành phần mà nó không có lưu trữ được thì nó sẽ phải đào thải ra bên ngoài. Và thì đào thải thì cơ thể chúng ta có bộ phận để đào thải, đặc biệt là bộ phận thanh lọc, ví dụ như là lấy gan này, thận này. Nếu mà về lâu về dài những cái thành phần mà chúng ta đưa vào quá nhiều nó không cần thiết thì cơ thể chúng ta sẽ vô hình dung là chúng ta nghĩ là tốt cho cơ thể nhưng lại là gánh nặng cho những cái bộ phận đào thải của cơ thể. Vậy nên chúng ta cần biết cách phối hợp sản phẩm thì mới tạo được hiệu quả tối đa, chứ không phải là cứ dùng nhiều quá liều lên là tốt đâu. Nếu mà hệ miễn dịch của chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sử dụng Alpha Lipid Lifeline là chúng ta có cái thành phần kháng thể để tăng cường sức khỏe cho hệ miễn dịch. Nhưng mà đó sẽ là tăng cường cho cái trận chiến để tiêu diệt vi khuẩn virus thôi. Còn để mà cơ thể có thể khả năng phục hồi là cần một sự hỗ trợ rất lớn của tế bào gốc. Vậy thì với những người, ví dụ như là những người mà mắc các bệnh liên quan đến mãn tính này, những người mà bị tổn thương, những người mà sau phẫu thuật, các anh chị đã thấy là người ta sẽ cần, thứ nhất là trong một quá trình phẫu thuật hoặc quá trình phục hồi, người ta rất dễ bị các tế bào độc lạ tấn công ở bên ngoài. Thì những cái tế bào mà chứa kháng thể, những cái chế chứa tế bào mà chứa thành phần sữa non thì sẽ bảo vệ cho họ khỏi những tác nhân đó. Nhưng mà cái việc mà phục hồi để cơ thể nhanh chóng phục hồi hơn thì cần phải sự xuất hiện của tế bào gốc. Thay vì việc là chúng ta uống 2-3 lần Alpha Lipid Lifeline thì chúng ta hãy kết hợp. Thứ nhất là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng Alpha Lipid Lifeline, thay vì các anh chị tư vấn là sử dụng 2 lần Alpha Lipid 1 muỗng rưỡi trong một ngày, thì chúng ta hãy tư vấn là 1 Alpha Lipid. Còn cái việc mà cơ thể khỏe hay không, nó còn liên quan đến khả năng tái tạo và phục hồi. Và đó chính là chức năng quan trọng mà chúng ta đã học ngày hôm nay. Kích thích cơ thể sản sinh tế bào gốc nội sinh, nghĩa là tự sinh ở trong cơ thể chúng ta. Nhưng mà về bản chất, tế bào gốc hay là nó sẽ chuyển hóa thành các tế bào khác, thì bản chất nó cũng là tế bào. Để tế bào gốc hoạt động bình thường thì cơ thể đòi hỏi nhiên liệu để cung cấp năng lượng, nhiên liệu để xây dựng, để duy trì sự sống và nhiên liệu hóa học để đảm bảo sự vận hành êm ái của quá trình trao đổi chất. Đó, có nghĩa là để bản chất cơ thể chúng ta tạo ra các tế bào gốc, nhưng mà để tế bào có thể được tạo ra thì nó cần phải nhiên liệu để tạo ra các tế bào đó đã. Bây giờ tôi kích thích cho cơ thể tôi sản sinh ra nhiều tế bào gốc, nhưng mà cơ thể chúng ta cần phải nhiều nguyên liệu hơn để tạo ra các tế bào mới. Ví dụ như là bình thường cơ thể chúng ta chỉ có khoảng một lượng đấy các tế bào thôi, nhưng mà bây giờ chúng ta kích thích cho cơ thể sản sinh ra nhiều tế bào hơn, nó đang hơn 50% cơ mà. Vậy nên thì vậy thì chúng ta phải tăng cường cái việc là cung cấp nhiên liệu để tạo ra các tế bào mới này.
Vậy thì nhiên liệu để tạo tế bào là gì? Nhiên liệu để tạo ra tế bào gồm 4 loại phân tử, đó chính là chất béo này, là protein này, là đường này, là axit nucleic. Vậy thì ba cái phần chất béo, protein và đường này là ba cái thành phần quan trọng để tạo ra một cái tế bào trong cơ thể chúng ta. Còn axit nucleic acid này nó sẽ là một cái thành phần liên quan đến mã gen di truyền rồi, thì mình sẽ không nói ở đây, nhưng mà đây là ba cái thành phần mà chúng ta đưa thêm vào cơ thể. Vậy thì liên quan đến việc là cung cấp tế bào gốc, cung cấp một cái sản phẩm kích thích cơ thể sản sinh ra tế bào gốc, phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để có năng lượng tạo ra tế bào. Với những trường hợp không có ăn uống được, người ta không có năng lượng tạo ra tế bào, phải ăn uống đầy đủ chất, đặc biệt là thành phần chất đạm. Bởi vì chất đạm là một thành phần vô cùng quan trọng để cơ thể tạo ra những cái tế bào mới. Còn ví dụ như chất đường bột hay là chất béo thì thường trong cái quá trình mà các anh chị ăn uống hàng ngày, đặc biệt là với người dân Việt Nam á, là anh chị thấy là chúng ta đã sử dụng dư thừa, đặc biệt là chất đường bột và chất béo rồi. Chúng ta hay có xu hướng là ăn nhiều các sản phẩm có nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo động vật. Rồi các anh chị có xu hướng ăn nhiều đường bột đó, và chúng ta bị thiếu đi những cái chất đạm về thực vật. Với một số người mà người ta muốn phục hồi sau phẫu thuật, hoặc là ví dụ như là điều trị ung thư chẳng hạn, là phải gì ạ? Ăn uống đầy đủ chất, phải chú ý là phải ăn nhiều trong bữa ăn hàng ngày, ăn uống đầy đủ 3 bữa. Chúng ta không được bỏ bữa, không được giảm cân. Như thế thì nó sẽ không có đạt được cái hiệu quả tối đa trong cái quá trình sử dụng sản phẩm. Chúng ta nên bắt đầu từ liều lượng nhỏ đến liều lượng tiêu chuẩn. Ví dụ như Alpha Lipid Lifeline thì bất kể là ai, chúng ta cũng nên tư vấn đi từ nửa muỗng trước. Bởi vì sao anh chị biết không ạ? Bởi vì cơ thể người cũng giống như là giống như chúng ta ăn uống ấy. Khi mà chúng ta không có ăn uống quen một cái loại thực phẩm nào đó thì chúng ta rất là khó để chúng ta hấp thu ngay từ lần đầu tiên. Sản phẩm Alpha Lipid Lifeline chẳng hạn là một cái sản phẩm mà các anh chị thấy có rất là nhiều ưu việt, đó chính là nó có cái sự đa dạng về thành phần cũng như là có một cái hàm lượng dinh dưỡng rất là tuyệt vời, bởi vì các thành phần trong đó đều là cần thiết cho cơ thể và có gọi như là có thành phần khối có số khối lượng cái thành phần đó là tối ưu cho cơ thể. Ví dụ như là với canxi chẳng hạn, là anh chị thấy là trong một muỗng rưỡi mà chúng ta sử dụng đã có 1.000 mg canxi rồi. Nhưng mà các anh chị cần biết rằng gì nhỉ? Bình thường người Việt Nam của chúng ta không có sử dụng cái sản phẩm thực phẩm nhiều canxi đến như vậy. Mà nếu mà ngay từ lần đầu tiên mà các anh chị cho khách hàng sử dụng mà với một cái lượng sản phẩm chứa quá nhiều canxi như thế, người ta không có quen đâu anh chị, mà cơ thể chúng ta cần phải làm quen dần. Và đặc biệt là cái thành phần sữa bò cũng như vậy. Thành phần sữa bò là cái thành phần mà nó chứa thành phần đạm sữa bò, và với người trưởng thành là cái enzyme để tiêu hóa cái phần đạm sữa bò này nó đã bị gọi như là bị mất dần đi rồi, chỉ có ở trẻ em thôi. Thế nên là thành ra nếu mà ngay lập tức chúng ta đưa một cái hàm lượng lớn, gọi như là không phải quá lớn nhưng mà nhiều hơn so với cái mức bình thường người ta sử dụng trước đó, thì người ta sẽ không quen và có những cái phản ứng đào thải, ví dụ như là người ta bị tiêu chảy, người ta bị táo bón chẳng hạn. Đó là do cơ thể người ta không hấp thu hết được, người ta không có quen, nó mới quá, và người ta cơ thể chúng ta sẽ chưa có quen để hấp thụ những một lấy sản phẩm vào cơ thể. Vậy nên về cơ bản khi mà anh chị tư vấn, chúng ta sẽ đi từ thấp đến liều tiêu chuẩn là từ nửa muỗng, và khi mà chúng ta tư vấn thì các anh chị cần phải theo dõi và điều chỉnh cho phù hợp, để làm sao khi mà cơ thể người ta thấy phù hợp rồi thì mình sẽ để ở mức tiêu chuẩn. Và với Alpha Lipid Lifeline thì đặc biệt là Alpha Lipid Lifeline anh chị là kết hợp sản phẩm sẽ tốt hơn rất nhiều và cho hiệu quả tối đa so với uống một sản phẩm. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.